Talat Madiun. Halo Fidat Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dea Official yang akan berbagi kabar terbaru seputar Fidat idola kesayangan kita ya guys. Kabar terbaru malam ini dari Fidat nih guys, setelah beberapa hari liburan di Jakarta, malam ini Fidat sedang perjalanan pulang menuju Madiun nih guys. Wah pasti Maktum bahagia banget bakal ketemu calon menantu kesayangan yang sudah sangat dirindukan. Begitupun Datwila pasti juga bahagia banget ketemu mama mertua ya guys. Terlihat Mafira dan suaminya mengantar kepulangan Vidya ke stasiun dan kesedihan pun terlihat di wajah-wajah mereka. Ikut terharu nih guys kalau lihat perpisahan kayak gini, bawaannya pingin mewek aja. Semoga Vida selamat sampai rumah Madiun ya, amin. Dan inilah live perjalanan Vida yang ditemani Tono, salah satu tim Villa. Yuk ikuti perjalanan Vida ya guys. Mày có chơi không? Cảm ơn chị Thu Thảo. Quá. Nhưng mà giờ này chưa có ai lên. Hai anh em mình đi kiếm kèo. Cảm ơn mọi người. Đi kiếm kèo không? Cần gì mời được? Đây nè. Như bạn, nè nó sẽ có cái dấu ở đây nè. Khoảng có nhớ mình không? Đi xem đến online. Năm cáo rồi. Con đi 22 tháng 1 mùng 1 Tết. 22 tháng 1 mùng 1 Tết. 22 tháng 1 là mùng 1 mùng 1 âm. Có sao không họ sao? Mời cái thằng bất dậy này, mời anh Du Thiên này, mời Du Thiên. Mời anh Du Thiên. Được chưa? Cảm ơn chị Dina. Chào tên. Hai tháng một dương năm nay là Tết. Có sao từ tháng 2 mới Tết nhỉ? Như kiểu là ngày tân kỳ nó hỏi là người yêu của Hà Thành ấy anh ạ. Người yêu Hà Thành à? Vâng. Con Linh không chào anh. Này. Anh chồng đi kìa. Em chào anh. Sao năm nay Tết sớm nhỉ? Năm nay nhận Tết sớm mẹ ơi. Em tra ở trên Google em thấy là tháng 2 cơ mà. Đâu, hình như là hai mấy tháng 1 chứ anh. Yeah. Cảm ơn chị Beta. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Hai hai. Sao bị thế nhỉ? Sao năm nay Tết sớm thế nhỉ? Chết mẹ rồi. Còn thứ bảy chủ nhật luôn. Nhà còn đang không. Nhà còn đang không có tiền hoàn thiện thì Tết hôm nay em chết rồi. Nhà còn xây chưa xong, nó còn đang giang dở kìa mọi người. Cái vấn đề là không có tiền hoàn thiện thôi chứ còn đã ăn Tết thế này thì chết tôi rồi. Hỏng thế rồi. Nào nào Tấn ơi. Đã. Mày cho anh vay 1 tỷ. 1 tỷ ấy. À. 1 tỷ thì không có nhưng mà vài trăm thì có đấy. Ừ, thì mày cho anh vay vài trăm đấy. Để hoàn thiện nhà gì? Ừ. Cảm ơn chị Hoàng Hồng nhá. Ơn em.
Anh đây một tí. Sài Gòn đã rông bão. Ăn cơm chưa? Em ăn cơm rồi. Con. Dạ. Con ăn cơm chưa? Em ăn cơm rồi. Chị Vi Dia đang ở đâu? Đang. Ôi tàu ở bên đấy mà nhìn giống máy bay nhỉ mọi người nhỉ? Đà Lạt. Chị Vidia. Đang chị... từ Đà Lạt. Đà Lạt á? Dingin di sana. Đúng. Lạnh không? Đúng. Anh block chăn block à? Chăn block. Nè, block không? Đà Lạt Manium á. Block. Ai? Block. Chị thích à? Không. Không hút. Chị đi, chị đi, toàn có chút lúc. Toàn có chút lúc. Nói cái gì? Apakah dingin di sana? Oh. Oke, sobat Vida, sekian liputan dari saya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Bye bye. Dalat Madiun. Oh.